là cánh thư nghiêng nghiêng nên chữ cô em hồng tròn. Đây là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đồng đơn sơ tha thiên vắng trường hồng tròn, nhìn cầm bánh chưng mà lòng người thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong buồn trời vơi xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương không quên người sương gió phương trời. Âu yếm gửi tình ni muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày gửi đến em bao nhiêu yêu thương
cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng.